Lexus mới đây vừa ra mắt hai mẫu xe điện mới với nội thất được sử dụng vật liệu bằng tre. Lexus vừa gây ấn tượng với hai mẫu xe điện mới tại Nhật nhờ thiết kế khác biệt, nội thất hiện đại nhưng hướng tới bảo vệ môi trường khi sử dụng tre để trang trí. Trong khuôn khổ Japan Mobility Show 2023, Lexus đã giới thiệu hai mẫu xe điện mới trong giải sản phẩm xe thuần điện của hãng với tên gọi là LFZL và LFZC. Dự kiến, hãng xe Nhật sẽ mở bán mẫu LFZC vào năm 2026 cả hai mẫu xe được trưng bày dưới dạng concept, với nhiều điểm gây chú ý từ trong ra ngoài. Đầu tiên là mẫu Lê Sút LFZC. Tên gọi này là viết tắt của từ Lê Sút Future Zero Emission Catalyst, phát triển dựa trên khung gầm ô tô điện mới của hãng xe sang Nhật Bản, và gồm 3 model, phía trước, trung tâm và phía sau. Cấu trúc này giúp giảm trọng lượng và dễ dàng dùng loại pin mới của hãng. Đặc biệt, dây chuyển lắp ráp tự lái cũng cho thấy sự phát triển đồng bộ của Lê Sút trong quá trình làm xe điện. Theo đó, chiếc xe có thể tự di chuyển đến nơi lắp ráp hoàn thiện sau khi hoàn thiện pin, động cơ, bánh xe và các bộ phận đầu cuối không dây. Bên cạnh đó, loại pin có cấu trúc hình trụ mới được Lê Sút chia sẻ, rằng sẽ cải thiện phạm vi hoạt động gấp đôi so với các loại xe chạy bằng pin thông thường. Ngoài ra, trọng lượng của loại pin này còn nhẹ hơn. Nhiều khả năng, LFZC sẽ là đối thủ của BMW i4 và Tesla Model 3 khi kích thước khá tương đồng, với chiều dài 4.750mm chiều rộng 1880mm và cao 1 1390mm. Trục cơ sở đạt mức 2890mm. Lê Sút đặt mục tiêu hệ số cản gió dưới 0,2 CD, biến chiếc xe điện này trở thành một trong những phương tiện thương mại có tính khí động học tốt nhất từ trước đến nay. Hãng xe sang xứ sở mặt trời mọc chưa tiết lộ thông số kỹ thuật của hệ thống truyền động điện trên mẫu LFZC Concept nhưng có thể xe dùng hệ thống dẫn động 4 bánh Direct 4 và hệ thống điều khiển giống như Lê Sút ZZ nội thất LFZC hướng đến sự sang trọng và tiện nghi, trong đó ấn tượng nhất là vô lăng mang phong cách đến từ tương lai. Phần trần xe được làm dạng cửa sổ trời toàn cảnh. Bên phải vô lăng là màn hình thông tin giải trí kéo dài, bên trái có màn hình nhỏ chỉnh chế độ lái và cần số. Do bảng đồng hồ đặt xa, Lê Sút đã dùng màn hình hiển thị trên kính lái phù hợp hơn với người lái. Một hệ thống nhận dạng giọng nói tiên tiến cũng đã được phát triển với công nghệ AI được gọi là Butler. Hệ thống này sử dụng các chức năng tự học thói quen của người lái để tùy chỉnh phần mềm và hoạt động, cùng với hệ điều hành RNA mới để điều chỉnh các chức năng và đặc điểm khác nhau của xe phù hợp với người lái. Điểm chung của cả hai mẫu Lê Sút LFZC và LFZL là không gian cabin sử dụng tre, bởi theo nhà sản xuất chia sẻ, che phát triển nhanh, khả năng hấp thụ CO2 tốt và đã sử dụng nhiều thế kỷ ở Nhật Bản. Với Lê Sút LFZL, mẫu xe này tạm thời chỉ ra mắt dưới dạng concept và chưa có kế hoạch sản xuất thương mại, mặc dù hãng xe Nhật định vị đây là SUV hạng sang hàng đầu của họ trong tương lai. Thiết kế xe không giống bất kỳ mẫu SUV nào đang được lê xuất sản xuất hiện nay. Nền tảng và cấu trúc mô đun của xe tương tự LFZC. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là chiều dài 5.300mm, chiều rộng 2.020mm, chiều cao 1.700mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.350mm, Mẫu SUV này cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều ở cả ngoại thất lẫn nội thất. Bảng điều khiển trang bị màn hình kích thước rất lớn kéo dài, bên trái cũng có màn hình chỉnh chế độ lái, hệ thống lái tự động và cần số. Ghế ngồi thiết kế kiểu mới, ôm lấy người ngồi hơn và gần giống với loại ghế thể thao. Nhiều vị trí sử dụng che làm vật liệu chủ đạo. Hàng ghế sau gồm hai ghế ngồi độc lập, ngăn cách bằng bệ tỉ tay cố định. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360